Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 17. Nghe hết câu chuyện, Vương Phúc nói với Trùng Dương: thằng bé này hảo dũng đầu làng, bảy rồi còn không có phục người. Nhiều khi tôi nghĩ mặt ba anh em họ Quắc thổng đã một trận, làm cho nó gãy chân gãy tay, biến thành phế nhân, để sau này nó không còn đánh nhau với người ta được nữa. Trùng Dương cả cười: Dương lão bá, con của ông rất có chí khí, sao để nó thành phế nhân. Hảo hài nhi, mày qua đây lão dạy mày cách phá tam tinh quyền. Trùng Dương cầm ba ly nước bày lên mặt bàn, hai trước một sau xếp thành hình chữ phẩm đảo ngược, rồi dùng ngón tay di động mấy lần ly nước, hỏi rằng: tam tinh liên tỏ quyền pháp của ba anh em họ Quắc như thế này phải không? Khi cộng hai trước một sau và hai sau một trước phải vậy không? Dương Nguyên Bân mừng rỡ nói: à, té ra ông biết sử dụng tam tinh liên qua liên tỏ quyền. Vương Trùng Dương nói: muốn phá tam tinh không có khó lắm đâu. Trước hết mày phải phá cách liên tỏ của họ, nhằm người chánh giữa hình chữ phẩm, trùng ngón lưu vân thủ hấp một cái, thiếp một cái như cách mà ta vừa làm hồi nãy, rồi một tiếng một thối làm té ngửa người chính giữa, thế là tam tinh liên tỏa đã được giải, thì mày có thể đánh tan họ. Vương Trùng Dương nói xong bèn diễn lại hai lần bộ lưu vân thủ, mỗi lộ chiêu thức giảng giải kỹ càng. Vương Nguyên Bần tâm lãnh họ thần hội, thốt nhiên cả cười vỗ tay rằng: được rồi đạo trưởng, tôi đi mua món ăn chay về cho ông. Nói rồi phóng mình chạy như bay ra ngoài. Dương Phúc thằng thở nói: thằng bé này thiệt ngoan liệt, mà đạo trưởng lại dạy nó đánh nhau như rót dầu trên ngọn lửa. Dương Trùng Dương nghe nói mỉm cười không trả lời. Vậy lát sau Vương Nguyên Bân mua mấy gói thức ăn chay về, Vương Mẫu dọn cơm ra cho Trùng Dương ăn. Tối đến Vương Nguyên Bân đi ngủ sớm để tĩnh dưỡng tinh thần. Sáng hôm sau vợ chồng Vương Phúc còn ngủ chưa thức dậy, Vương Nguyên Bân đã chạy ra ngoài rồi. Chưa đến giờ tị đã thấy nó như một làn khói bay và ở ngoài chạy về la lớn: đạo trưởng, quyền pháp của ông thật linh, hôm nay tôi mới ra tay thử đã đánh ba anh em họ Quắc rã rời tơi tả, lão nhị và lão tam còn bị thương nữa. Từ nay trở đi chúng nó không dám coi thường tôi nữa đâu. Vương Trùng Dương mỉm cười hỏi Vương Nguyên Bân sử dụng thế nào, ngón lưu vân thủ pháp của mình dạy. Vương Nguyên Bân mặt mày hớn hở liền miệng thuật lại lúc phá tâm tinh liên tọa quyền như thế nào, mới ra tay sử dụng bất thoáng chi pháp về hướng Hoắc Vân Phú ở trung tâm tâm tinh liên tọa, lôi một cái kéo một cái làm nó té ngã ngay, chút nữa đụng trớt cả cái càm, nhưng ba anh em họ Hoắc không chịu thua vẫn còn đánh nữa. Vương Nguyên Bân liền dùng hai lần vân lưu thủ khiến Hoắc Vân Phú, Hoắc Vân Định liên tiếp nhào hai cái, một té một bị thương sau lưng, một té trật bả vai không còn bò dậy nổi nữa, nó mới cười ha hả ra về. Vương Phúc nghe con đánh người ta bị thương, hoảng sợ nói: mày là thằng chó chết, đốm to hơn trời, đánh anh em họ Quắc lộn nhào hai cái thì thôi, tự nhiên còn đánh người ta bị thương, tụi nó rất nhiều đồng đảng, thử hỏi từ nay về sau làm thế nào vào rừng săn bắn được. Dương Phúc vừa nói dứt lời thì có tiếng la hét từ đằng xa truyền lại. Vương Nguyên Bân mặt tái biến, Dương Phúc biết Hoắc Văn Quý tụ họp đồng đảng đến trả thù, thì cơn giận nổi lên, dậm chân liên hồi chửi mắng Nguyên Bân liền miệng. Trùng Dương ung dung đứng dậy cười nói: ê, đừng có sợ hãi, quả này là do bần đạo gây ra, phải do bần đạo giải quyết. Nói rồi chạy ra ngay cổng nhà, thấy có một chàng tuổi độ 30, tía diện tráng hán, tay cầm một cây tam cổ thác thiên sai, thành thế hung hăng. Theo sau 23 người trang phục lạp hộ, tay cầm lạp sai, trường thương sáng lóng lánh và đòn bẩy dây móc khí thế dữ tợn hướng vào Dương gia xông tới. Vương Trùng Dương đứng ngang trước cổng cúi đầu chắp tay niệm một tiếng vô lượng thọ Phật. Bọn chúng thấy trong nhà Vương Phúc có một thêm vị đạo nhân mặt mũi hiền từ, ý quan sáng rỡ, ăn mặc rất chỉnh tề thì lấy làm ngạc nhiên. Đại hán cầm thách xiên hoa trung một cái những vòng sắt trên chiếc thiên xoa kiêu long công, gã lớn tiếng quát: ê, tên đạo sĩ vô danh kia từ đâu tới đây, cút ngay, gọi tiểu tử Dương Nguyên Bân ra để ta cho nó một xoa vào đầu. Dương Trùng Dương ông Tùng hỏi: Tùng giá là đại sư phụ Quắc đại quý phải không?
Đại hán mặt tím nói: Phải, lão gia là Quách Đại Quý tìm mà tiểu tử họ Vương để trả thù, không liên can đến người, đừng có ngu dại ở đây mà gánh họa vào thân. Trùng Dương cười kha kha: Sao lại không liên quan đến bần đạo? Dương Nguyên Bân từ bao lâu nay chịu nhục dưới tay anh em của Túc Hạ, nhưng nhờ bần đạo dạy nó mấy thế thủ pháp nên phá được tam tinh liên hoa quyền của anh em Túc Hạ. Quách Đại Quý giận dữ gầm lên một tiếng, quơ chiếc xoa nhắm ngay ngực Trùng Dương thích mạnh. Vương Trùng Dương không chút bối rối, đứng im chờ mũi xoa đến sát ngực mới quơ động, tay áo phất mạnh lên cán thách thiên xoa. Nghe bột một tiếng, ngọn xoa văng bổng lên trên hai trượng, rớt vào bãi cỏ hoang. Hai hổ khẩu của Hoắc Đại Quý bị tét ra máu chảy ròng ròng. Hoắc Đại Quý cả kinh hồn vía chưa kịp phản ứng. Hai ba mươi tráng đinh thấy chủ tướng bị đại bại, vội hô động binh khí đồng lượt xông tới. Vương Trùng Dương cả cười, tay phất áo tròn bốn phía, phất tới đâu bọn tráng đinh té lăn cù tới đó, lẫn cả binh khí đều rơi lộp bộp xuống đất, tựa như lá vàng rơi rụng trước ngọn cuồng phong. Bọn chúng lầm còm bò dậy thất thanh kêu lên: Công sông, công sông, tên đạo sĩ này biết yêu thuật. Trong lúc những tên thợ săn sợ sệt không dám tiến lên, chợt từ xa có một người chạy vụt đến, trang phục khác thường, đầu chích khăn xanh như người Hồi, râu quai nón tô tổ bó càm, màu da đen bóng như màu đồng, hai mắt to tròn sáng long lanh, tia ra những làn tinh quang hung tợn, bước chân nhẹ nhàng vững chắc. Hoắc Đại Quý vừa thấy vội quay lại kêu: Ê, sơn chủ rớt đến rất đúng lúc, gã đạo sĩ này quá ư lợi hại. Gã đại hán ấy trầm giọng nói: À, lợi hại ư? Hả, thấm gì chúng bay chỉ toàn là đầu vô dụng. Nghe giọng nói thật kỳ dị, quang quang như tiếng sắt chạm nhau, làm nhức tai mọi người. Hoắc Đại Quý hổ thẹn lặng im lui ra sao. Cha con Vương Phúc lúc này bước ra khỏi cửa, sửa soạn chĩa săn đòn bẩy chuẩn bị đối phó. Trả gã trâu quay nón chẳng thèm để ý, cười nhạt nói với Trùng Dương: Đạo trưởng này, vừa rồi ông sử dụng công phu thủy tụ lưu dân, có lẽ là đệ tử của toàn chân phái. Vương Trùng Dương nghe xong giật mình thầm phục, vì môn công phu của mình nhờ biết cách vận dụng cương khí vào người mới có thể phất tay áo trở nên cứng như sắt, không vật cứng nào có thể so sánh bằng. Nếu là người nội công chưa đến bậc thượng thặng tuyệt thế không thể sử dụng được. Không ngờ gã mặt mũi thô kệch bộ tịch ngờ nghệch như một tên ngu đần lại nhận biết được. Hồi nãy thoáng qua đã biết là thủy thủ Lưu Vân, công phu đủ thấy gã không phải là một nhân vật tầm thường. Vương Trùng Dương không dám xem thường, chắp tay thi lễ và nói: Các hạ quá khen, cho xin bần đạo biết đại danh quý hiệu. Gã trâu quai nón lãnh đạm đáp: Tại hạ chỉ là một thông phu miền Tây Vực, tên tuổi chưa người biết. Bí tánh là Âu Dương, đơn danh một chữ Phong, có người gọi ta tại hạ là Bạch Đà Sơn Chủ, nhưng tên ấy tại hạ tự thẹn không có dám nhận. Vương Trùng Dương chu du khắp thiên hạ, bình sanh chưa bước chân đến Tây Vực, cũng chưa hề nghe giang hồ nhắc đến tên Bạch Đà Sơn Chủ lần nào. Chàng trầm ngâm giây lâu rồi nói: Phạm mọi sự nên dĩ hòa vi quý. Các hạ là người có quy quyền với phường săn này, nên bảo họ thu hồi binh khí, bỏ việc quán thù. Mọi người giữ phận làm ăn chẳng hơn ru, hà tất phải gây thù chuốc oán với nhau làm gì cho khổ thân. Âu Dương Phong không bận trả lời Vương Trùng Dương, chỉ quay đầu nạt tội Hoắc Đại Quý và bọn phường săn: Còn đợi cái gì mà chưa chịu cút đi trở về, lui mau. Phường săn dường như rất nể sợ vị quái khách, nên vừa nghe quát cổ y là ba chân bốn cẳng lượm lấy binh khí hấp tấp kéo nhau đi hết. Cha con Vương Phúc thấy thế hết sức ngạc nhiên, liền thầm nghĩ: Cái bọn phường săn này từ trước vẫn ngang ngạnh hết mực, tại sao phục tùng người này thế? Xem chừng y không phải là người sinh trưởng ở vùng này, lạ thiệt. Chờ bọn phường săn đi lui xong, Âu Dương Phong nghiêm mặt nhìn Trùng Dương nói: Bọn phàm phu tục tử ấy đã đi khỏi, chúng ta có thể thử tài với nhau được rồi. Dương Trùng Dương vừa thốt ra tiếng các hạ thì Âu Dương Phong đã quát to: Hãy đề phòng.
Tiếp theo câu nói, tạ trưởng đã vung ra hướng ngay trung bộ của chàng. Một ngọn kình phong theo chưởng lực bay tới, áp sức mạnh có thể dời non lấp bể. Vương Trùng Dương không ngờ Âu Dương Phong đột nhiên ra tay, cũng không ngờ chưởng lực của y mạnh như thế, lập tức vận khí đơn điền phất mạnh tay áo đón lại. Bùng, một tiếng nổ chát tai. Vương Trùng Dương thân hình vững vàng như trụ đá giữa trời, không chút di động. Trong lúc chàng vận khí để chống đỡ chưởng lực, chàng đã ngầm thử sức của đối phương, nhận thấy bản lĩnh của Âu Dương Phong tương đương với ban chủ Hồng Cả Thông, và chàng đã gặp mấy năm về trước mà cũng không kém quái nhân trong kỳ môn thạch trận tên Kim Ngao Đảo, trên Kim Ngao Đảo. Nếu đem so sánh với tài năng chàng lúc đấu ở Thiếu Lâm Tam Lão thì có phần hơn nhiều. Âu Dương Phong thấy chưởng lực của mình không đánh ngã được Vương Trùng Dương, trong lòng vô cùng kính sợ, vì chưởng lực lúc nãy đã dồn tất cả bình sanh công lực đánh ra mà không hạ đổi kẻ địch. Bây giờ đã lâm vào thế cởi trên lưng cọp, muốn hòa cũng khó, mở miệng hòa, nghĩ thế y bèn song chưởng lật lại thành chiêu, phân bộ điệu tiện, nhắm ngay huyền cơ song huyệt trên ngực Vương Trùng Dương quạt mạnh. Chờ cho quyền phong vừa chạm đến áo địch thủ, y đột nhiên biến chưởng thành chỉ, dùng thiết giáp thùy nhắm ngay tình khúc huyệt sau lưng Vương Trùng Dương điểm tới. Âu Dương Phong dùng thủ pháp này rất độc hiểm, bề ngoài y dùng chưởng lực thủ pháp điểm kích yếu huyệt của đối phương để dẫn dụ đối phương phải vận dụng cương khí ở đơn điền lên ngăn đón. Lúc ấy y mới bất thần sử dụng độc thủ nhằm ngay yếu huyệt sau lưng của đối phương điểm mạnh, lối đánh hư hư thiệt thiệt ấy, nếu tinh thần đối phương sơ hở một chút là bị nguy liền. Vì món thiết giáp thùy sử dụng ba ngón tay cái trỏ và giữa chấp dính lại thành hình một mũi chùy bằng thép, mỗi móng tay đều để dài lú ra hơn nửa tấc, nhọn quắc như móng chim ưng. Chiêu pháp phối hợp với ưng trảo thủ pháp, dù địch thủ nội công thâm hậu đến đâu, trúng nhầm thì cuộc gan đều bị nát nghiền. Vương Trùng Dương không ngờ địch thủ ra tay ác độc như thế, chàng thấy mình với đối phương không thù không oán, tự nhiên y nỡ dùng thủ pháp ác độ hại mình. Bất giác sự trào giận, tức giận trào sôi, chàng lập tức thối lui nửa bước, sử dụng ngay bầy vân thủ công phu, phất tay áo lên đánh trúng vào ngực địch thủ. Âu Dương Phong hét lên một tiếng thất thanh, lảo đảo thối lui. Đó đúng ra thủ pháp thiết giáp thùy của Âu Dương Phong đã điểm trúng huyệt sau lưng Vương Trùng Dương, nhưng Trùng Dương nhờ luyện nội công của toàn chân phái đã đến lúc lư hỏa thuần thanh, bóp thịt tự nhiên có thể phản ứng co giãn theo ý muốn, nên móng nhọn của Âu Dương Phong vừa chạm hờ vào chàng, bắp thịt sau lưng Vương Trùng Dương liền lõm vào sâu, thành ra chi lực của Âu Dương Phong bị hóa giải tiêu tan. Nếu Trùng Dương muốn giết Âu Dương Phong chỉ cần bồi tiếp một tuyệt chiêu nữa thì tánh mạng Âu Dương Phong không còn. Nhưng Trùng Dương tính không háo sát, nên sau khi đã thương đối phương xong liền lập tức thối hậu ôn tồn nói: võ công của các hạ quả rất cao cường, bần đạo hết sức khâm phục. Như vậy đủ thấy tài sức ngang nhau, bần đạo xin được thủ vệ. Âu Dương Phong không đáp, chỉ hừ to một tiếng, thân hình nhẹ như làn khói tung mình vào sâu trong lòng núi Hoa Sơn, thoát chốc đã mất dạng. Cha con Vương Phúc bèn tiến lên vái tạ Trùng Dương và nói: thằng nghịch tử này đã gây ra bao nhiêu chuyện tai hại, may cũng nhờ dũng lực của đạo trưởng giải nguy cho cha con kẻ hẹn này, thiệt là ân đức như trời bể. Vương Trùng Dương cười đáp: hai người từ nay đến 10 hay 15 ngày đừng có lên núi săn bắn, mới mong bảo toàn tánh mạng. Cha con Vương Phúc ngạc nhiên không hiểu vì sao đạo trưởng lại dặn mình như thế, nhưng không tiện hỏi, chỉ giả vâng lời. Vương Trùng Dương trở về nhà, Vương Phúc nghiền ngẫm võ công của Âu Dương Phong, cảm thấy võ công của y rất kỳ lạ. Lần này chàng đến Hoa Sơn để tìm Cửu Âm Chân Kinh, bất ngờ đụng phải một địch thủ cao cường. Hơn nữa y lại tổ chức một phường săn đông đảo, xem chừng như y có ý định khác, hay y cũng để đến đây tìm Cửu Âm Chân Kinh. Vương Trùng Dương im lặng trầm tư mãi cho đến tối không hay. Còn cha con Vương Phúc vì hơn một ngày song sáo mệt mỏi nên cũng đã ngủ say từ chập tối. Trùng Dương một mình ngồi tĩnh tọa trong phòng vắng, vận khí đơn điền bồi thần dưỡng sức, chợt nghe ngoài nhà có tiếng động khẽ. Vương Trùng Dương một chỉ rất tinh, đoán biết đây là tiếng động của loài rắn trùng bò sát đang di chuyển dưới mặt đất và phát ra tiếng động kia.
Chàng như sực hiểu ra có chuyện lạ, bèn hở đôi mắt sáng như sao nhìn quan sát bốn phía. Quả nhiên từ ngoài sông cửa phát ra tiếng động, dường như có vật gì bò lên. Trùng Dương bình tĩnh sờ tay lên bàn, lấy năm chung trà sắp thành một hàng ngang trước chỗ ngồi. Thời gian không đầy một tuần trà, một con rắn ló đầu vào, hai mang bệnh ra, đầu bằng cái bát lớn, thở khè khè định chui vào nhà. Vương Trùng Dương nhận ra là loài rắn độc tên Phúc Xà. Da rắn lẫn lộn bốn màu vàng đỏ đen xanh, màu sắc rất ngoạn mục. Lúc nổi giận hai mang nó bành ra gấp ba bốn bình thường, nọc độc ghê gớm. Bất kỳ người nào hay vật gì bị cắn phải, đi chưa được ba bước là ngã xuống chết liền. Vương Trùng Dương biết rõ loài rắn này không hề có ở miền Tây Bắc hoang sơ lạnh lẽo, và như vậy loài rắn này tất nhiên có người nuôi dưỡng. Chàng không còn trù trừ, cầm lấy chung trà lên để trong lòng bàn tay, dùng hai ngón kia búng thật mạnh, chung trà như chiếc tên lìa ná bay phút thật nhanh úp lên đầu con rắn. Sức mạnh của chung trà bật ngược thân rắn ra ngoài sông cửa, soi lũng vách gián, đầu rắn nát ngấu, cổ bị đứt ngang như dao tiện. Chốc sau lại có tiếng bò lạc xoạc khác, từ ngoài sông cửa thêm một đàn rắn nữa bò vào. Vương Trùng Dương búng thêm chung trà thứ hai như trước. Cứ như thế Trùng Dương búng hết năm chung trà, trước mặt liên tiếp giết chết năm con rắn độc hình dạng như nhau. Đột nhiên có tiếng người hút gió thật khẽ, mường tượng như tiếng côn trùng kêu. Vương Trùng Dương cười thầm trong bụng, mi đừng có hút gió vô ích, bầy rắn của mi chết hết rồi còn đâu mà trở về. Kẻ bí mật hút gió một hồi thấy không động tĩnh gì, thôi ngưng hẳn tiếng hút gió. Trong nháy mắt sau đó tiếng sột soạt vang động khắp nơi, rào rào như tiếng tầm ăn dâu. Trùng Dương biết kẻ lạ đang huy động đoàn rắn vây công mình, chàng lập tức lay cha con Vương Phúc dậy và cho hay, đoàn rắn độc sắp đến, mau dậy đối phó. Cha con Vương Phúc mắt nhắm mắt mở lật đật trỗi dậy hỏi, rắn đâu? Nguyên Bân định đốt đèn lên cho sáng, Trùng Dương vội ngăn lại bảo, ê đừng có đốt đèn, rắn thấy mà bò ùa vào thì chết cả lũ. Tuy trong nhà tối đen như mực, nhưng bên ngoài nhà có ánh trăng nên trông thấy rõ như ban ngày. Cha con Vương Phúc ló đầu ra xem, hai người đều hồn phi phách tán, cơ hồ muốn xỉu. Vì trên mặt đất trống bên ngoài lúc nhúc hàng hà sa số đủ loại rắn cực độc, rằng si ngũ sắc lớn nhỏ đủ cỡ, ào ào quăng mình như bay, bao vây khắp bốn phía nhà tựa như một đại hội quần xà. Vương Phúc sợ đến nỗi mồ hôi toát ra như tắm, hai cha con Nguyên Bân rung lấy bẫy, tìm binh khí cầm tay chờ ứng phó. Vương Trùng Dương thấy thế an ủi, Dương lão và Điệt Nhi yên tâm ngồi vào góc nhà kia, có bần đạo ở đây, dù có bao nhiêu độc xà cũng không chạm vào hai người một sợi lông chân. Hay cho con Vương Phúc nghe Trùng Dương nói thế, trong bụng bớt lo, triêu triếu ngồi vào thủ thế ở góc nhà. Trùng Dương lúc ấy chợt nhớ đến bức họa đồ Thiên Sát Bắt Đẩu Trận Pháp. Trận pháp Thiên Sát Bắt Đẩu này án theo phương vị của bảy vì sao bắt đẩu, hoặc đứng hoặc ngồi cách xa nhau, rồi án theo sự biến hóa của thất tinh nương, tựa công lực bảy người liên đới tương trợ nhau, có thể chống đối địch thủ từ bốn phương tám hướng áp tới, hoặc giả dùng công lực của bảy người hợp lại để phân công một cao thủ tài ba hơn mình. Vương Trùng Dương sau khi sư phụ tạ thế trong thời gian cư tang 3 năm, chàng đã nghiên cứu từng tận trận pháp Thiên Sát Bắt Đẩu, cảm thấy trận pháp vô cùng huyền diệu. Dù chỉ có một người nhưng với công phu đã đến mức lưu hỏa thuần thanh cũng có thể sức một thành bảy người. Án theo trận pháp đối phó với cường địch đông, đêm nay với hàng ngàn con rắn độc này chính là cơ hội tốt để chàng đem Thân Sát Bắt Đẩu trận pháp ra thử thách. Suy nghĩ xong, Trùng Dương quay lại bảo cha con Vương Phúc hãy ngồi vào phía sau lưng mình. Đoạn Vương Trùng Dương án theo thiên cơ phương vị trong bắt đầu trận ngồi tĩnh tọa chờ đợi. Sẽ nghe trên nóc nhà có tiếng động rào rào, rồi bên sông cửa cũng có tiếng bò soàn soạt. Bốn con rắn to lớn màu đỏ chót chia làm hai ngã bò vào phòng. Trùng Dương quát lên một tiếng, phun ra một chưởng phạt ngang vào không khí, tựa như một lưỡi dao vô hình sắc bén.
thân hình của bốn con đại xà bị làn chưởng phong quét mạnh, đầu mình lìa khỏi đôi thành tám khúc văng bật ra ngoài. Vương Nguyên Bân chợt hét to lên: "Đạo trưởng coi chừng trên đầu!" Trùng Dương vội thu tả chưởng về, quét mạnh từ tả sang hữu, ba chiếc đầu rắn to như miệng bát từ trên cao rơi văng mạnh vào góc tường đánh đập một tiếng. Chàng chưa kịp quay mình để xem loại rắn gì thì từ cửa hai con xích luyện xà phóng vào nhanh như chớp. Trùng Dương thấy không còn kịp thời giờ để vung chưởng ra ứng phó, chàng nhanh tay chộp lấy một xác con rắn dùng làm binh khí vụt mạnh vào đôi xích luyện xà. Tay Trùng Dương tuy cầm xác rắn nhưng chưởng lực của chàng vẫn còn truyền vào xác rắn phát ra, nên hai con xích luyện xà bị chưởng phong chém đứt thành bốn khúc quằn quại trên mặt đất. Nhưng lúc ấy đoàn rắn đã ùa tràn vào khắp nơi, trên nóc, dưới tường, ngoài cửa, bên sông chỗ nào cũng đầy giấy lúc nhúc là rắn độc, và con Vương Phúc sợ đến run lên cầm cập gần như ngất đi. Trùng Dương không chút bối rối án theo phương vị của thiên sát bắt đảo trận pháp, trên dưới tả hữu từng chưởng một bung ra, chưởng phong ào ào như khắp phòng, chỉ trong khoảnh khắc bao nhiêu rắn độc đều đầu lìa mình, đôi lìa đôi văng bật ra khỏi nhà, máu rắn vung vẩy khắp tường nhà. Số rắn bị Trùng Dương giết chết có hơn 400 con. Bao nhiêu rắn độc còn lại ngửi thấy mùi máu nồng nặc của đồng loại dường như kinh sợ, lủi đầu bò trở ra như muốn chạy. Tiếng hút gió khe khẽ lúc nãy lại bắt đầu kêu lên ba lượt, mỗi lượt ba tiếng. Bầy rắn nghe hiệu lệnh hấp tấp rút lui ra ngoài. Trùng Dương thở vào một hơi rồi mới nói lớn: "Tông giá dục rắn thành trận để giết bần đạo nhưng vô ích, chỉ hy sinh mạng của chúng vô lối mà thôi. Xin tông giá hãy giải tán bọn chúng để khỏi chết quan loài vô tri." Tiếng nói của Trùng Dương tuy có vẻ bình thường vừa đủ nghe, nhưng thật ra chàng đã vận dụng nội công truyền thanh nhập mật, từng tiếng một truyền ra xa tít như sóng khơi từng đợt, từng đợt như lan tận ngàn trùng, dù người ở xa một dặm ngoài kia cũng nghe rõ ràng. Chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng hừ, dáng như kẻ địch phẫn uất đến cực độ. Do tiếng hừ vừa rồi, Trùng Dương chợt hiểu kẻ địch chỉ huy bầy rắn tấn công vừa rồi chính là gã râu ria Âu Vương Phong, chứ không còn ai khác. Âu Dương Phong từ dạo trên Mâu Phương Sơn thu thập trứng rắn và khẩn cầu Ngọc Đảnh chân nhân giải nội công cho mình không được, nên phẫn uất dùng thiết tranh đánh không lại chân nhân, hoảng sợ trốn đến Tây Vực. Hầu đem trứng rắn thu thập được chất vào hang nóng phía sau núi Bạch Đà, dùng tro than để ấp trứng. Phong thổ Tây Vực toàn là đất khoang khí lạnh, không hợp với sự sinh tồn của loài rắn. Nhưng nhờ Bạch Đà Sơn biệt lập trong dãy núi Côn Lôn, bốn mùa thời tiết như xuân, thêm được sự chăm sóc của tay người, chẳng mấy chốc trứng rắn nở ra. Âu Dương Phong ra công săn sóc, gây giống lẫn lộn nhau, không đầy một năm hắn đã có thêm mấy mươi loại độc xà. Tuy nhiên bản tánh Âu Dương Phong hoang dâm độc ác nhưng lại cương quyết dị thường. Bao năm nay hắn nhất tâm luyện tập võ công để mong đoạt cho được danh đệ nhất võ lâm cao thủ. Hắn còn nghiên cứu quyển độc kinh của Ngọc Động chân nhân truyền lại khi xưa, luyện tập bầy rắn đang nuôi thành đàn xà trận, cùng phối hợp với võ công cao diệu của mình dự bị là ngài làm bá chủ võ lâm. Không đầy ba năm, Âu Dương Phong đã luyện tập thuần thục bầy rắn. Một hôm hắn dở bộ đọc kinh ra xem, đến trang cuối hắn chợt đọc một đoạn chú thích cách luyện cấp mô công. Môn cấp mô công này là một phương pháp vận dụng khí công, nếu một khi đã luyện thành chỉ cần ho lên một tiếng lớn cũng đã thương được địch thủ trong vòng 100 thước. Nhưng muốn luyện được môn cấp mô công không phải sự dễ, cần bắt được cho đúng 1000 con cốc đực thật già, hút thật tất cả chất độc trong thân cốc, rồi vận dụng phương pháp thổ nạp, tức mở ra và nuốt vào, đặc biệt hòa hợp chất độc ấy với chân khí thành một, lúc này mới có thể vận dụng các mô công tùy nghi bay ra theo kình khí của mình. Âu Dương Phong sau khi xem xong trong lòng thầm nghĩ, nếu luyện được môn cấp mô công ấy thêm thì võ công hiện tại của mình cùng với xà trận vừa luyện tập thuần thục, dù không thể dọc ngang thiên hạ nhưng ít nhất cũng là bá chủ được một miền Tây Vực.
Nhưng loài cốc là sinh vật ở Trung Nguyên, miền Tây vực không hề có được. Âu Dương Phong bèn quyết định đến trung thổ sưu tầm loài cốc để chuẩn bị luyện cáp mô công. Cho nên mùa đông năm nay y đem theo 16 tay xà nô cùng với bầy rắn độc rời khỏi Bạch Đà Sơn đến đất Thiểm Tây. Vừa đến Thiểm Tây, Âu Dương Phong đã gặp ngay một người. Người ấy là quái hòa thượng đã bị Vương Trùng Dương đánh trọng thương tại hang Bách Cầm. May nhờ có âm nhu công nên giả chết thoát khỏi tay Trùng Dương. Quái hòa thượng ấy tên là Mộc Diêm La, là đồ đệ duy nhất của Ngũ Âm Phái, giáo chủ Độc Tôn Giả. Vì nội bộ Ngũ Âm Phái thanh trừng lẫn nhau, Độc Tôn Giả bị giết chết. Mộc Diêm La hoảng sợ trốn lên miền Tây Bắc, ý định đến Tùng Sơn Thiếu Lâm tự trộm bí kiếp Đạt Ma Kinh trong chùa Thiếu Lâm để luyện thêm võ công báo thù cho Dốc Tôn Giả. Nhưng đường xá không thuộc, lạc đến hang Bách Cầm, vô tình nghe trộm được Thanh Hư chân nhân lúc lâm chung dặn dò Trùng Dương nơi chôn giữ Cửu Âm chân kinh. Mộc Diêm La quá mừng quên cả nguy hiểm, để lộ hành tung bị Vương Trùng Dương đuổi theo đánh chút nữa đã vong mạng, phải dùng âm nhu công giả chết trốn khỏi hang Bách Cầm. Nhưng đến khi đến Thiểm Tây, huyện Hoa Âm thì nội thương bộc phát. Mộc Diêm La biết mình khó sống qua khỏi 80 ngày. Hắn bôn ba khắp nơi để tìm thuốc chạy chữa vết nội thương kia. Đến khi gặp Âu Dương Phong, tuy chưa biết y là một danh thủ đất Tây Vực, nhưng thấy diện mạo y kỳ lạ, sau lưng lại dẫn theo bầy rắn, lầm tưởng là người đồng đạo nên lập tức khẩn cầu cứu mạng, còn thố lộ nguyên nhân bị đả thương. Nào ngờ Âu Dương Phong là một ma đầu tham tài háo sắc, nên chờ nghe Mộc Diêm La thuật rõ nơi chôn giấu Cửu Âm chân kinh xong, liền lạnh lùng cười hỏi: Thì ra các hạ vì nghe được sự bí mật của Cửu Âm chân kinh mà bị hại. Tại hạ Âu Dương Phong xin giúp các hạ trị lành vết thương. Nói chưa dứt lời đã lanh lẹ dùng chưởng vỗ mạnh vào mạch môn huyệt của Mộc Diêm La. Mộc Diêm thất kinh, vừa định mở miệng kêu lên thì đã cảm thấy khí huyết đảo lộn ngã xuống chết liền tại trận. Âu Dương Phong sau khi giết chết Mộc Diêm La và biết rõ Cửu Âm chân kinh, quyển bí kiếp mà các nhân vật võ lâm không ngớt tìm kiếm từ 200 năm nay hiện giấu tại miền Hoa Sơn, nên bỏ ngay ý định đi Trung Nguyên, lập tức dắt đoàn tùy tùng đến Hoa Sơn. Y là người cẩn thận, rất mực, nên biết rằng Cửu Âm chân kinh đã bị thất lạc mất 200 năm nay, không thể một sớm một chiều có thể tìm ra được. Nên khi đến gần khu vực Hoa Sơn thì dừng bước tạm trú một nơi, khuất phục tất cả thợ săn tiều phu vùng ấy, ép bức dọa dẫm họ phải dò la khắp để tìm ra chỗ chôn giấu Cửu Âm chân kinh. Một mặt sai họ lùng kiếm khắp thâm sơn cùng cốc, bắt cho đủ số 1000 con cốc về để luyện cáp mô công. Âu Dương Phong y theo trong ngũ độc chân kinh hút tất cả chất độc trong thân cốc, rồi theo phương pháp luyện tập cáp mô công. Không đầy một năm đã thấy có căn cơ, nhưng chưa được đắc thành lắm, vì thì bỗng nhiên gặp Vương Trùng Dương cũng đến núi Hoa Sơn tìm Cửu Âm chân kinh. Sau mấy trận giao đấu, Âu Dương Phong hiểu mình không phải là đối thủ của Trùng Dương, nên nhịn nhục thối lui, chờ đêm đến sẽ sử dụng xà trận của mình để giết hại Trùng Dương trừ hậu hoạn. Nào ngờ Trùng Dương bản lĩnh quá cao cường, đánh chết của y hơn mấy trăm con rắn độc. Sau khi chờ bầy rắn thối lui xong, y chậm chậm vận khí vào miệng, những bắp thịt trên gò má không ngớt rung động lên xuống, rồi đột nhiên y ho lên một tiếng lớn, khí chưởng đẩy mạnh vào nhà của cha con Vương Phúc. Cáp mô công quả thật lợi hại, ầm một tiếng rung chuyển cả mặt đất, vách nhà bằng đất nung chín cứng như gạch đã bị kình phong của cáp mô công xô ngã hơn phần nửa, cát đất bay văng khắp nơi. Cha con Vương Phúc quảng hốt kêu to: "Ê, chết chết, trời sập rồi!" Âu Dương Phong phát thêm một cấp mô công thứ hai nữa, liên tiếp ầm ầm vang dậy như trời long đất lở, vách phòng theo chưởng phong đổ ầm xuống, căn nhà tranh trung động ngã nghiêng cơ hồ như muốn sập. Vương Trùng Dương thấy đối phương vô cớ dùng chưởng lực hùng mạnh phá hủy căn nhà của Vương Phúc, bất giác tức giận quát to: "Hung đồ thật là to gan!"
quát xong phi thân theo lỗ hổng của bức tường bị phá vọt ra ngoài, nhanh như một tia điện. Âu Dương Phong thấy Trùng Dương nhảy ra thì cười ha hả. Lúc ấy xà trận của Âu Dương Phong bố trí khi nãy vẫn chưa thối lui hết. Trùng Dương nhìn thấy bầy rắn đang lúc nhúc vô số dưới sân liền nghĩ thầm: Mì nỡ phá sập nhà của người ta thì bần đảo giết hết bầy rắn của mì để bù trừ. Nghĩ xong, thân hình chàng đảo thấp, dùng tay áo quét mạnh trên mặt đất, sử dụng thái ất huyền công của toàn chân phái, nghe bùng một tiếng thật lớn, bao nhiêu cát đất cùng mảnh vụn của vách tường ngã đổ khi nãy bay ra theo ngọn kình phong mãnh liệt từ tay áo Trùng Dương phất rào rào như một đám mưa bụi dày mù mịt, đập mạnh vào bầy rắn của Âu Dương Phong. Đám mưa bụi cát ấy bề ngoài trông rất tầm thường, nhẹ nhàng, nhưng thái ất huyền công đã làm cho mỗi hột cát có kình lực nặng như đá sắt, nóng tựa như than hồng trong lửa đỏ. Thử hỏi bầy rắn làm sao chịu đựng nổi. Cho nên trà trận lập tức tan biến, bầy rắn đổ xô nhau, lùi lũi đông lũi tây, loạn xị cả lên. Những tên xà nô cố gần cổ lên hút gió kêu gọi, lăng xăng dùng đuổi hết sức khổ nhọc mới thu phục bầy rắn trở về hàng ngũ. Nhưng số rắn bị thương tích rất nhiều. Âu Dương Phong thấy bầy rắn của mình bị phá tan, dẫn đến trâu tóc dựng ngược, ho lên một tiếng, sử dụng ngay cấp mô công đánh bổ vào mình Trùng Dương. Phần thứ 17 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ 18.